vũ điệu cha cha âm nhạc. Xin mời các vận động viên chúng ta tập trung về một góc sàn thi đấu để chuẩn bị cho phần thi bán kết. Chuẩn bị cho phần thi bán kết.
Xin mời tổng trọng tài ở sự kiện 172. Vũ điệu rung bạc. Âm nhạc bắt đầu. Xin được chúc mừng tất cả các vận động viên chúng ta vừa hoàn thành xong phần thi của mình và xin được cảm ơn tổ trọng tài ở hai sự kiện. Giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với hai sự kiện 175.
với sự kiện mừng tập gương Trung Niên Một. Xin mời tổ trọng tài điều hành gọi vận động viên cho sự kiện 184. Và như đây sẽ là địa điểm rumba âm nhạc bắt đầu.